Cũng giống như những sinh vật bình thường, để tiếp tục tồn tại thì cả con người và động vật phải luôn luôn phát triển, cố gắng hơn, hoặc thậm chí là tiến hóa để không bị tự nhiên đào thải. Nhưng không phải lò nào cũng may mắn kịp tiến hóa, thích nghi trước sự thay đổi không ngừng của thiên nhiên. Cũng có thể là do con người, cũng có thể là do môi trường sống, nhưng cũng có thể đáng buồn hơn là tự nhiên không cần có những cá thể đó trong vòng lặp của mình nữa. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua vô vàn lý do khiến cho những loài Pokemon này bị tuyệt chủng, để có cái nhìn yêu thương hơn với thiên nhiên và môi trường mà chúng ta đang sinh sống. Vì cái sự cao đẹp cảm động trời xanh này mà Arceus sẽ rất vui lòng để đánh một hồi chuông cho hơn 70% những bạn nào vẫn còn hơi chần chừ, sẽ nhấn nút đăng ký và nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo mà Semin, sứ giả lòng biết ơn Today sẽ ra mắt trong thời gian tới nha. Bây giờ thì vô. Nếu bạn cảm thấy đường truyền di động của mình đang không ổn định hoặc lo lắng về những dữ liệu riêng tư sẽ bị đánh cắp thì ứng dụng Xpack sẽ là chìa khóa giúp cho bạn giải quyết những vấn đề trên. Xpack VPN là một ứng dụng cho phép bạn kết nối Internet thông qua một mạng riêng ảo, đảm bảo tính riêng tư và bảo mật khi bạn truy cập các trang web hoặc ứng dụng bị giới hạn truy cập ở một số quốc gia và khu vực nhất định. Nhưng hơn hết, mục tiêu của Xpack nhắm tới đó chính là cải thiện tốc độ truy cập Internet cho người dùng, giúp việc chơi game trở nên mượt mà hơn. Các máy chủ của Xpack được đặt tại khắp nơi trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam, bao gồm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, kết nối với Hồng Kông, Singapore, Trung Quốc, Mỹ, châu Âu và Nam Mỹ. Khi bạn bật Xpack lên, bạn sẽ được kết nối vào một mạng riêng tổng thể, không còn phải chờ đợi hay là bị giật lắc, hay là bị hạn chế nội dung tìm kiếm, giúp cho việc xem phim, chơi game, nghe nhạc trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết, mà không cần phải lo đến việc bị hacker xâm nhập. Vì Xpack là VPN duy nhất trên thế giới sử dụng các đường truyền riêng tư cho tất cả các khu vực bạn truy cập, làm cho trải nghiệm lướt web của bạn với tốc độ nhanh chóng mặt, nhanh hơn và ổn định hơn rất nhiều. Bên cạnh đó thì để tri ân 1 triệu người dùng đăng ký tại Việt Nam, Xpack VPN sẽ có một chiến dịch lớn. Khi bạn chia sẻ thông điệp và nhắc đến Xpack VPN trong các bài đăng trên tài khoản Twitter, Xpack sẽ chọn ra ngẫu nhiên 5 bạn fan may mắn và tặng bạn 360 ngày VIP miễn phí, tham gia từ ngay khi nhận thông báo này đến hết ngày 4 tháng 8. Với vô vàn lợi ích mang lại chỉ trong một cú chạm, link tải ứng dụng mình sẽ để ở phần bên dưới mô tả. Chúc các bạn sẽ có trải nghiệm chơi game và lướt web tuyệt vời với Xpack. Đầu tiên thì bạn có thể bị tuyệt chủng vì chính thứ bảo vệ mình. Omanyte tồn tại cách đây khoảng hơn 2 tỷ năm. Hóa thạch Helix của nó được cho là có vết cắn của Archaeops, cho thấy loài Omanyte này có ít nhất một loài săn mồi săn đuổi nó ở dưới đại dương. Mặc dù nó có lớp vỏ dày như vậy, Pokemon như là Karakosta vẫn có thể dễ dàng nghiền nát tụi nó. Nguyên nhân chính dẫn đến sự tuyệt chủng của loài Pokemon này thực ra thì có liên quan tới quá trình tiến hóa của nó trở thành Omastar. Vỏ của Omastar nặng hơn rất nhiều, và mặc dù bảo vệ nó khỏi những loài săn mồi, nhưng vỏ của nó cũng khiến cho nó khó di chuyển hơn. Việc thiếu đi khả năng di chuyển khiến cho nó không thể săn mồi đúng cách. Omastar bơi trên biển để tìm kiếm con mồi, bao gồm cả những con Shellos thời tiền sử. Cách duy nhất để nó tấn công con mồi là sử dụng những cái xúc tu của nó. Đầu tiên thì nó sẽ bẫy con mồi trước, rồi kéo nó lại gần, sau đó thì cắn chết con mồi bằng một lực cực mạnh bằng cái răng nanh của mình. Nhưng cũng vì bắt mồi thụ động như vậy và khó di chuyển, lại bị săn mồi bởi mấy con thú có thể nghiền nát lớp vỏ của mình, mà loài này từ một ngôi sao dưới đại dương trở thành một ngôi sao trong viện bảo tàng luôn. Quá là cay đắng. Hoặc bạn có thể bị tuyệt chủng vì không muốn thích nghi, hoặc có thể gọi là quá lì. Chuyện thích nghi thay đổi hình dạng để tồn tại thì không quá mới với các loài sinh vật, nhưng giống loài của Kabuto và Kabutops thì khá là lì. Kabuto tồn tại cách đây khoảng 300 triệu năm và hoàn toàn không trải qua bất kỳ sự thay đổi tiến hóa nào. Sự không muốn thích nghi này của nó là điềm báo diệt vong cho hầu hết các sinh vật trong một thế giới luôn thay đổi. Tuy nhiên thì các nhà khoa học cũng đã cho thấy rằng Kabutops đang trong quá trình trải qua những thay đổi cần thiết này. Ban đầu thì loài này sống dưới nước thôi, nhưng vì con mồi của nó cũng tiến hóa từ những con ở dưới nước bắt đầu thích nghi trên cạn, thì nó cũng phải tiến hóa theo. Cấp tiến hóa của Kabutops được xem là một nỗ lực để thay đổi muộn màng cuối cùng của nó, biểu hiện những thay đổi nhỏ ở mang và chân. Tuy nhiên thì nó không thích nghi đủ nhanh, giống loài của nó vẫn khá giỏi để chiến đấu dưới nước hơn, thể hiện qua việc tụi này có đặc tính bơi nhanh khi gặp trời mưa hoặc là ở trong nước. Còn ở trên cạn thì tụi này chỉ hơn con cá là có hai chân thôi, không hơn không kém gì hết, dẫn đến sự tuyệt chủng của loài này luôn. Bên cạnh đó thì còn có một cái chết lãng ngách hơn là vì não ngắn. Tôi đang nói tới loài Granidos và Rampardos. Granidos là một Pokemon nổi tiếng với những cú hút đầu cực mạnh. Trong Pokédex của nó có miêu tả rằng khi nó sống trong những khu rừng rậm và rừng rậm cách đây khoảng 100 triệu năm, nó sẽ sử dụng những cú hút đầu của mình để bẻ gãy những cái cây gây cản trở cho nó, hạ gục con mồi và chiến đấu với những Pokemon mạnh mẽ như là Aerodactyl và thậm chí là những con Granidos khác. Nghe ngầu thì ngầu vậy đó. Rồi ta đến Pokédex dạng tiến hóa của nó là Rampardos.
đâm vào những vật thể ban đầu để rèn luyện sức mạnh và phản xạ. Điều này khiến cho hộp sọ của nó dày hơn một cách đáng sợ và cứng hơn thép, giúp cho nó không bị ngất khi đâm đầu vào bất cứ thứ gì. Rất lâu sau khi loài này chết đi, người cổ đại sẽ đào hóa thạch của hộp sọ nó lên để sử dụng cái hộp sọ này như là một cái mũ bảo hiểm. Tuy nhiên thì vì cái hộp sọ loài này quá phát triển và dày, nên là não của nó thậm chí còn nhỏ hơn cấp 1 của nó nữa, dẫn đến các giả thuyết cho rằng sự ngu ngốc của nó đã dẫn đến sự tuyệt chủng của cả giống loài. Vì khúc đầu liên tục vào những cái cây cho phép nó tiếp cận được những quả mọng, nhưng những cái cây đó sẽ không còn ra quả nữa. Rồi khi mà nó tiến quá lên, mạnh thì có mạnh, nhưng mà vẫn thích hút đầu hoài thôi. Việc này sẽ gây ra rất nhiều sự lãng phí về tài nguyên nơi nó sinh sống, và dẫn đến là sao? Vô trong viện bảo tàng ngồi chung với Omasta và Kabutops. Quá là xuất sắc. Rồi trong thời cổ đại thì bạn nhiều khi cũng có thể tuyệt chủng vì chân ngắn nữa. Gia đình loài Lilith và Cradily được mô tả rất kỹ càng trong Pokédex rằng Cradily có thân hình nặng nề, hoạt động như một cái neo. Việc này giúp cho nó không bị cuốn trôi bởi các dòng hải lưu mạnh. Thời cổ đại thì nó xây tổ ở trong những vùng nước nông của biển ấm. Khi thủy triều rút, nó lên bờ để tìm kiếm con mồi. Tuy nhiên thì Cradily không thể di chuyển nhanh do chân ngắn. Thay vào đó thì Cradily có thể kéo dài cổ và xúc tu của nó lên gấp 3 lần chiều dài bình thường. Sau đó nó sử dụng xúc tu để bắt con mồi và làm tan chảy chúng bằng chất lỏng tiêu hóa mạnh được tiết ra từ các xúc tu. Vì phần lớn thời gian đứng yên một chỗ cho nên là tụi này không kiếm được thức ăn mà nó cần. Thành ra thì tụi nó tuyệt chủng rồi không có ngày trở lại luôn. Bên cạnh những vụ tuyệt chủng lãng nhách thì cũng còn có một lý do tuyệt chủng nữa liên quan đến lịch sử. Đó chính là tuyệt chủng vì thiên thạch. Một cái chết nghe rất là cổ điển, nhưng trong cái thời buổi thiên thạch loạn lạc, mỗi con bị thiên thạch rơi vào đầu sẽ ra đi theo nhiều cách khác nhau. Aradacti được coi là vị vua của bầu trời thời tiền sử. Nó thích làm tổ trên những vách núi cao, bay thì nhanh, nhưng đi bộ thì chậm, có cánh ai rảnh đâu đi bộ. Được cho là đã tuyệt chủng do một vụ va chạm thiên thạch khổng lồ. Đây có thể là kiểu ra đi nhẹ nhàng nhất, sống anh liệt, chết cũng không có gì mất mặt. Arjen là một Pokemon không biết bay, săn côn trùng và quả mọng bằng cách nhảy từ cành này sang cành khác và lướt qua những nơi cao. Sử dụng âm thanh của tiếng kêu, nó có thể làm cho những cây quả mọng phát triển. Khi tiến hóa thành Archaeops, nó có thể bay, nhưng chạy thì vẫn tốt hơn nhiều. Nhìn cái cánh nó là biết rồi. Và nó đủ thông minh để săn mồi theo nhóm, sử dụng nhiều chiến lược, chiến thuật khác nhau và làm việc nhóm để hạ gục con mồi. Tuy là có cánh, nhưng hoạt động tốt hơn bằng đôi chân và trí tuệ. Với những miêu tả như trên thì loài này chỉ có thể tuyệt chủng khi mà tự nhiên muốn nó đi vô viện bảo tàng sớm mà thôi, chứ không có cách nào để loài này bị tiêu diệt cả. Và giống như Aerodacty hay là Archen, Tyrantrum được coi là vị vua trên cạn của thời tiền sử. Ngay cả cấp 1 của nó là Tyrant cũng có một hàm răng đủ mạnh để phá hủy một chiếc ô tô. Nhờ vào vị trí đứng đầu chủ thức ăn của nó mà cả Tyrant và Tyrantrum đều khá là ngông cuồng, dễ nổi cơn thịnh nộ khi mà không đạt được điều mình muốn. Tyrantrum thậm chí còn nguy hiểm hơn cả cấp 1 Tyrant vì nó có thể xé toạc một tảng kim loại như là xé giấy. Sức mạnh của nó cho phép nó ngủ trong tự nhiên mà không cần bảo vệ và không cảm thấy lo lắng. Vì nó không có kẻ thù nên sự ngạo mạn và kén chọn của nó cũng khiến cho chế độ ăn của nó rất thất thường. Và vì thế mà nó được thiên nhiên tặng cho một cú mưa thiên thạch, kèm thêm một vé được lộng kính trong viện bảo tàng vào 100 triệu năm sau. Điểm chung của mấy loài tuyệt chủng vì server bị sập không phải là do tụi nó tự hại bản thân. Mấy loài bị thiên thạch xử đẹp đều là những loài trên đỉnh chủ thức ăn và thống trị trong thời đại của nó, cho nên cũng coi như là ra đi với tư thế ngẩng cao đầu, không giống như tụi tôi mới kể ở trên. Bên cạnh những lý do ra đi của những Pokemon hóa thạch thì chúng ta cũng phải điểm qua lý do tuyệt chủng của tụi Pokemon ở vùng Hisui mấy trăm năm trước nữa. Mà cũng có thể tụi này chỉ tuyệt chủng ở vùng Hisui, chứ ở những vùng khác thì nó vẫn còn sống. Ví dụ như là Basculin sọc trắng và Basculigen, hay là Growlithe. Hoặc thậm chí tôi nghĩ nếu Ursaluna trăng máu có mặt ở Hisui thì vẫn còn có khả năng tụi Ursaluna bình thường cũng còn giống loài ở một vùng nào đó khác. Tất cả những tụi này còn tồn tại cho đến ngày nay chắc chắn nhờ vào việc di cư qua nơi ở mới. Nên tôi sẽ điểm qua một số Pokemon mà giống loài của tụi nó gắn liền với đặc tính và tính chất của vùng Hisui. Và khi mấy cái đặc điểm tính chất này của vùng Hisui không còn nữa thì rất có thể phải nhờ khoa học can thiệp mới có thể hồi sinh lại tụi nó. Một lý do tuyệt chủng nữa không ai dám cãi đó chính là tuyệt chủng vì Arceus. Cái tiêu đề nghe hơi sốc ốc một chút, nhưng mà bình tĩnh. Ở vùng Hisui khoảng 200 đến 500 năm trước, tiền thân của vùng Sinnoh ngày nay, thì chuột lửa Cyndaquil khi tiến hóa dạng cuối sẽ có hình dạng trầm cảm và u ám hơn, đó chính là Typhlosion. Dạng Hisui mang sông hệ lửa và ma,
Lý do mà nó tuyệt chủng trong vùng siêu nâu hiện đại thì không được nêu rõ, nhưng khi nhìn kỹ vào thông tin được thu thập, ta sẽ biết rằng nó được cho là thanh tẩy những linh hồn lạc lối bị bỏ rơi bằng ngọn lửa trên người nó và dẫn dắt họ đến thế giới bên kia. Người dân ở đây tin rằng hình dạng của nó bị ảnh hưởng bởi năng lượng của ngọn núi thiêng liêng cao chót vót ở trung tâm vùng Hisui. Như vậy thì ta có thể biết được phần lớn lý do tiến hóa thành hình dạng lửa ma này của nó có liên quan rất lớn đến sức mạnh tỏa ra từ ngọn núi Coronet, nơi ngự trị của các đấng tối cao toàn năng vùng Hisui thời xa xưa. Trong Pokemon Diamond and Pearl, tức là vùng Sinnoh thời hiện đại, núi Coronet là một địa điểm khá huyền bí, có nguồn gốc sâu xa trong truyền thuyết và lịch sử của trò chơi. Người ta nói rằng toàn bộ sức mạnh của vùng Sinnoh bắt nguồn từ ngọn núi và trụ giáo của nó là nơi mà Arceus được cho là đã tạo ra các Pokemon huyền thoại như là Dialga và Palkia. Năng lượng xung quanh của nó cũng được sử dụng để giải thích cho sự tiến hóa của Magneton trở thành Magnezone. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi núi Coronet và cao nguyên Coronet xung quanh trong Pokemon Legend Arceus cũng có thể truyền cho Pokemon một sức mạnh tiến hóa bí ẩn nào đó. Và một bí ẩn lớn nữa là không biết tại sao Hisuian Samurott, Decidueye và Typhlosion lại không xuất hiện trong thời hiện đại. Núi Coronet thì vẫn còn sừng sững ở vùng Sinnoh cho đến ngày nay. Một lời giải thích hợp lý đó chính là năng lượng xung quanh của ngọn núi trong sự kiện của Pokemon Legend Arceus là lý do cho những hình dạng Hisui mới này. Có thể là sau khi những xung đột trong game diễn ra, nguồn sức mạnh không kiểm soát này cũng đã biến mất, khiến cho Dewalt, Quilava tiến hóa như cách bình thường. Cho nên đây cũng là lý do vì sao những hình dạng thời hiện đại của bộ ba Starter không xuất hiện trong Pokemon Legend Arceus. Vì sau khi năng lượng của Arceus biến mất khỏi núi Coronet thì hình dạng Hisuian này sẽ không còn tồn tại. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng không thể nào bỏ qua lý do tuyệt chủng vì tụi nó bị săn bắt đến trụi lông. Có quá nhiều bằng chứng cho việc Staller không tiến hóa thành Weirdeer ở thời hiện tại nữa. Trong Pokédex của Pokemon Legend Arceus có đề cập, Weirdeer được người dân vùng Hisui yêu mến vì bộ lông vô cùng quý giá của nó. Nó có khả năng cách nhiệt tuyệt vời khỏi cái lạnh và được dùng để may quần áo. Và rồi con người thường xuyên săn bắt loài Pokemon này để lấy lông của nó. Nên để đối phó, tụi này không thèm tiến hóa nữa, dù cho vùng Hisui thời đó rất lạnh và khắc nghiệt. Điều này cũng giải thích vì sao Staller không còn có thể tự học chiêu Sashubass ở thời hiện đại, vì khi sử dụng chiêu thức này sẽ là thứ giúp nó tiến hóa. Nên nếu để ý ở trong Pokemon Scarlet and Violet, vùng Paldea mới có một chuyện ba trọ như thế này. Nếu ta tra thử chiêu thức mà Staller có thể học thì chiêu Sashubass này chỉ có thể học được thông qua việc ấp trứng, mà chiêu này lại là chiêu độc quyền của mấy con Staller và Weirdeer thời cả trăm năm trước. Nên nếu Staller thời hiện đại muốn học được chiêu này để tiến hóa thì chỉ có thể chuyển Weirdeer từ Pokemon Legend Arceus qua rồi sinh sản với một con Staller để có thể sinh ra một lứa Staller mới. Staller sơ sinh này mới có khả năng thừa hưởng được chiêu Sashubass từ bố mẹ của mình và tiến hóa thành Weirdeer. Còn lại thì trong tự nhiên không có cách nào cho Staller bình thường tiến hóa thành Weirdeer hết. Game Freak chắc thích chọc người chơi kiểu vậy đó, cho chừa cái tật săn thú rừng vô tội vạ. Một kiểu tuyệt chủng nữa cũng hay không kém đó chính là tuyệt chủng vì thiếu đá. Thật ra thì tôi đang nói về việc Scyther thời hiện đại chỉ có thể tiến hóa thành Scizor, nhưng thời còn ở Hisui thì nó có thể tiến hóa thành Cleaver nữa. Cleaver là một dạng tiến hóa của Scyther khi bị ảnh hưởng bởi những viên đá Black Augurite. Những viên đá này thì được cho là có nguồn gốc từ các vùng núi lửa của Hisui, nhưng hiện nay thì cực kỳ hiếm. Những viên đá trang trí cơ thể của Cleaver thường bị sức mẻ trong các trận chiến dữ dội. Những vết nứt mẻ lớn hơn là dấu hiệu cho thấy nó đã trải qua những trận chiến khốc liệt. Mảnh đá rơi ra khỏi người Cleaver được biết là đã được những người định cư ở nơi đây thu thập và sử dụng để chế tạo công cụ. Thời hiện đại thì loại đá màu đen Black Augurite này trở nên khan hiếm hơn và gần như là không còn. Chỉ còn duy nhất một nơi có loại đá này và cũng là nơi duy nhất ghi nhận sự xuất hiện của Cleaver, đó chính là Học viện Blueberry, nằm trong khu sinh thái nhân tạo ở tít mù dưới lòng đại dương của vùng Unova. Ý tôi là họ có công nghệ tiên tiến đến nỗi mà tạo ra một khu sinh thái rộng cả trăm hecta, chịu được áp lực biển ở độ sâu hàng trăm mét. Thì chuyện tạo ra cái miếng đá giúp cho Scyther tiến hóa là chuyện bình thường rồi đúng không? Không còn gì để cãi nữa, khoa học quá tuyệt vời. Tiếp theo những loài Pokemon này cũng có thể bị tuyệt chủng vì nguồn nước nữa. Là ốc sên bán á thần, Gumi, khi ở cấp 1 thì cũng bình thường. Nhưng khi chúng ở vùng Hisui và tiến hóa, thì cơ thể tụi nó sẽ được bao phủ bởi một lớp vỏ cứng chắc và mang theo hệ rồng thép, được xác nhận ở thời hiện tại là nó chỉ tiến hóa thành hình dạng này khi ở vùng Hisui. Nguyên nhân gây ra hình dạng tiến hóa đặc biệt này thì trong Pokédex của Sligo cũng có đề cập. Người ta cho rằng lớp vỏ được tạo ra do chất nhờn của Hisuian Sligo phản ứng với vùng nước giàu sắt của Hisui. Cả hai dạng Sligo thường và Sligo có vỏ đều có thể được tìm thấy trong vùng đất ngập nước hoặc gần các vùng đầm lầy.
Khi chúng ta đi đến chỗ có xuất hiện Sligo trong Pokemon Legend Arceus, sẽ thấy màu nước nơi đây có màu nâu khá đậm. Đấy là dấu hiệu cho việc nước đang chứa hàm lượng sắt hòa tan dưới dạng Fe2+ cao vượt mức cho phép. Điều này cho thấy loài Sligo có vỏ, một phần bị ảnh hưởng bởi môi trường đặc thù, chứ không phải là do cơ chế thích nghi của giống loài. Tiến hóa thành Gudra thì lớp vỏ này dày hơn và trở nên to lớn hơn nhiều. Trọng lượng trung bình của nó cũng to gấp đôi một con Gudra bình thường. Có lẽ vì vậy mà loài này đi theo với xe đổ của Omastar ở trên. Khó di chuyển, khó kiếm ăn. Bản tính của tụi nó cũng vốn hiền lành, nên số lượng giống loài cũng bị giảm sút. Mà cũng có thể do một lý do quan trọng khác. Nếu chúng ta tìm hiểu một chút thì nước bị nhiễm sắt, lý do có thể đến từ việc xử lý rác thải, hay là gần nơi sản xuất, hoặc là do điều kiện thổ nhưỡng ở đây, gần những quặng kim loại. Mà thời Sui nghèo mà mồng tơi không có để rớt luôn, thì lấy đâu ra chỗ cho việc ô nhiễm sản xuất, nên chỉ có thể là do khu vực này ở gần những quặng mỏ kim loại. Mà như chúng ta chơi Pokemon Diamond and Pearl cũng biết được, thời đại ngày nay vùng Sinnoh nổi tiếng với việc khai thác các quặng kim loại quý hiếm. Ý tôi là có nguyên cơ chế đào kho báu ở khu vực hầm mỏ dưới lòng đất. Nó rộng lớn đến mức trải dài cả một vùng Sinnoh luôn mà. Nên có lẽ việc khai thác quặng kim loại ở đây trở nên phổ biến đã khiến cho nước ở khu vực chuyên xuất hiện Sligo trở nên sạch hơn. Và đầu tư option này mất đi hình dạng vỏ vốn có, rồi mất tích ở vùng này do hoạt động khai thác quá lớn luôn. Xuất sắc, hình dạng rồng thép mạnh vậy mà không còn xuất hiện nữa. Tiếc thì thôi rồi luôn á. Ngoài việc tuyệt chủng vì môi trường trở nên sạch hơn thì chúng ta cũng có Pokemon tuyệt chủng vì cô đơn. Cả hai giống loài săn mồi là Weavile và Sneasler đều có mặt ở các vùng núi tuyết cao của Hisui. Cả dạng cấp 1 thì tụi này đều khác nhau nốt từ tính cách đến tập tính săn mồi. Sneasler thì có thân hình cao lớn, nhanh nhẹn hơn và các móng vuốt của nó cũng có tác dụng tiêm độc vào thần kinh của con mồi. Nên tụi này có thể được xem như là chúa tể đầu thai của tạo hóa. Do quá thuận lợi cho việc kiếm ăn như vậy nên tụi này chỉ đi một mình và sống khá là hướng nội. Tụi Weavile thì khác, vốn nhỏ con nhưng thân thủ thì cũng không kém cạnh ai. Nó cũng có bản tính tàn ác và ranh ma hơn nhiều. Và một mấu chốt nữa là tụi này hay đi săn mồi theo bầy đàn ở những nơi cao nhất và có khí hậu khắc nghiệt nhất. Nhờ vậy mà khả năng sinh tồn trong băng giá của tụi này tốt hơn hẳn. Việc tranh giành thức ăn và tranh chấp lãnh thổ giữa hai loài họ hàng xa này chắc chắn là phải diễn ra. Vì vốn Sneasler đi đơn lẻ nên có vẻ nguồn thức ăn của nó dần trở nên cạn kiệt. Tụi Weavile thì vốn mang hệ băng nên sống trên núi tuyết quá là lợi thế. Đã vậy còn đi chung với nhau nữa. Thêm vào việc con người bắt đầu di cư đến đây cùng với việc biến đổi khí hậu thì như là ép chết cái loài sinh vật có bản năng tự nhiên đỉnh cao này. Hy vọng một điều là tụi nó chỉ tuyệt chủng ở vùng Hisui thôi, còn lại thì có thể di cư đến nơi khác, chứ hình dạng này không phải bị thay đổi bởi môi trường như Sligo, nên việc sống sót cũng còn có cơ hội. Nhưng mà Sneasler không phải là trường hợp duy nhất. Khi chúng ta nhìn về 100 triệu năm trước cũng có loài tuyệt chủng vì cô đơn rồi. Đây là một vấn đề của thời đại, đó chính là Armando. Trong phần phim anime Ruby and Sapphire, giáo sư cũng đã giải thích rằng Anorith và Armando là nạn nhân của sự cô lập về mặt địa lý. Khu vực nó sinh sống bị tách biệt hoàn toàn khỏi đất liền, cắt đứt tụi nó khỏi phần còn lại của thế giới. Những quả mọng mà Armando hay ăn và ưa thích cũng trở nên hiếm hơn, khiến sinh vật này trở nên cáu kỉnh hơn. Dù được hồi sinh từ hóa thạch thì biển của thời đại hiện tại cũng không còn phù hợp với Anorith và Armando nữa. Đúng mà đã hay ngại rồi thì gặp cái eo, nên thành ra đây cũng là trường hợp tuyệt chủng có thực lực. Và bên cạnh đó thì lý do tuyệt chủng cũng có thể đến từ việc chúng phải thích nghi với thời đại mới. Hisui phải nói là khu vực trải qua quá trình công nghiệp hóa rất nhanh chóng. Từ một vùng đất rộng lớn, cỏ cây làng mạc hoang sơ, dân cư thưa thớt, mà khoảng hơn 200 năm sau đã trở thành một đô thị sầm uất, công trình dày đặc và nhộn nhịp. Do đó những Pokemon nào muốn ở đây cũng phải học cách thích nghi với sự biến đổi này, dẫn đến như hình dạng cũ không còn nữa. Điển hình có thể nhắc đến gia đình của Voltorb, là Pokemon đại diện cho sự phát triển về công nghệ của loài người. Thời Hisui thì những quả cầu bắt Pokemon được làm từ quả Apricorn, cho nên những con Voltorb ở đây mang trong mình hình dạng giống với những quả bóng chứa này để có thể ẩn nấp và tự vệ. Thời đó thì làm gì bóng chứa Pokemon láng mịn và tròn quay như bây giờ. Nhưng khi công nghiệp hóa hiện đại hóa bắt đầu thì người ta chuyển qua sử dụng những quả Pokeball tân tiến hơn. Gia đình loài này bắt buộc phải chuyển từ hình dạng cỏ điện có vân gỗ như là quả Pokeball Apricorn thanh thuần hệ điện và có hình dạng giống như là quả Pokeball thời hiện đại, khiến cho loài Voltorb cỏ điện ngày xưa dường như là mất hút và không còn được tìm thấy nữa. Còn trường hợp của loài Zoroa và Zorok, tụi này bị con người đuổi ra khỏi những vùng đất khác vì ảo ảnh tụi nó tạo ra. Tới được Hisui thì không thể sống sót do vùng này có môi trường khắc nghiệt và xung đột các Pokemon khác, khiến cho loài này phải chui lên sống ở những vùng núi tuyết lạnh lẽo. Vì sống ở đồng bằng thì gặp con người và Pokemon, lên núi tuyết cho nó hoang vu vắng vẻ, nhưng ở trên núi tuyết thì quá lạnh. Tụi Zoroa và Zorok bình thường không chịu nổi nên đã chết. Linh hồn của tụi nó thì vẫn còn tồn tại dưới một hình dạng khác, được tái sinh bởi sự hận thù của nó đối với con người và Pokemon khác. Nhờ đó mà nó thay đổi hình dạng, thay đổi luôn tâm tính
và cùng với hệ của mình thành hệ thường và ma. Nhưng ở thời điểm hiện đại, vùng Sinnoh ngày nay không còn thấy bóng dáng của một con Zorok nào, kể cả màu đen lẫn màu trắng. Có một lý do giải thích cho điều này. Nhìn vào bản đồ thì nếu núi tuyết thời Hisui bao phủ 1/4 diện tích cả khu vực thì bản đồ Sinnoh thời hiện đại chỉ còn một phần nhỏ phía bắc là có tuyết mà thôi. Trường hợp xấu nhất là khi công nghiệp hóa khiến cho nhiệt độ trung bình khu vực nóng dần lên, các loài Zorua và Zorok ở đây đã không còn môi trường sống nữa mà bị dồn vào đường cùng và tuyệt chủng. Trường hợp tươi sáng hơn là tụi nó giống như loài Basque Legion đã di cư qua nơi khác. Chỉ là bằng đường gì tôi không biết, đường không, đường hàng không là không được rồi đó. Mà đường biển thì tôi không chắc tụi này bơi được. Cá với gấu còn bơi được, chứ tụi trồn này thì hên xui ạ. Còn một loài nữa phải tuyệt chủng để thích nghi với thời hiện đại, đó chính là Lilligan. Hình dạng vùng Hisui của Lilligan trong Pokédex có mô tả rằng chúng có những đôi chân dài, khỏe mạnh, thân thủ linh hoạt hơn Lilligan thời hiện đại. Người ta nghi ngờ rằng những đôi chân dài này phát triển do sống ở vùng núi tuyết của Hisui. Cuối phần chân của nó có hình dạng giống như là những đôi giày trượt băng, và phần chân lại bất cồng kềnh hơn. Một phần kết cấu chân như vậy sẽ khiến cho tụi nó di chuyển linh hoạt hơn trên băng. Nhưng mà chắc cũng vì môi trường núi tuyết dần dần biến mất như tôi đã nói ở trên, tụi này di chuyển xuống sống ở những đồng cỏ thì không còn cần đến những đôi chân linh hoạt nữa. Và hình dạng đôi chân giống như là trượt băng nghệ thuật đó rất khó để di chuyển được trên đất liền, nên thành ra tụi này đổi hình dạng chụm chân lại thành một búp hoa đứng cho nó vững, rồi di chuyển thì bớt linh hoạt hơn, rồi mất luôn hệ chắc đấu. Còn lý do vì sao mà không thấy tụi Lilligan này ở vùng Sinnoh nữa thì chắc cũng một phần là vì môi trường sống thay đổi quá nhiều, tổ tiên không kịp thích nghi nên là ngủm luôn cả lũ. Tuy nhiên thì có một tín hiệu đáng mừng cho những loài sinh vật này, tức là tụi nó không đến nỗi tuyệt chủng. Vì dù sao thì Growlithe, Basque Legion hay là Ursaluna hay là những loài Pokemon quá thạch khác vẫn còn có khả năng di cư đến những nơi khác và được hồi sinh bởi các nhà khoa học. Hy vọng là những loài chưa rõ thông tin như là Braviary, Zorok, Voltorb, Cleaver hay là những Pokemon hóa thạch vẫn sẽ được tìm thấy ở những vùng đất mới nhờ vào khoa học tiên tiến giúp tụi nó hồi sinh trở lại. Nhưng thế giới chúng ta thì khác, công nghệ vẫn chưa đủ cao để hồi sinh mấy động vật đã tuyệt chủng, mà một khi đã vô bảo tàng ngồi lỏng kính rồi là ngồi trong đó luôn chứ không có chuyện là ra hít nắng trời trở lại. Tới đây thì hy vọng chúng ta sẽ đối xử nhẹ nhàng với thiên nhiên hơn xíu. Còn tụi nào mà tuyệt chủng do thực lực hay là tự hủy thì thôi, chắc tôi cũng bó tay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tới đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tuần sau. Bye.